Sáng hôm nay ngủ dậy mình nhận được một cái tin nhắn, một bạn gái bạn ấy chụp hình cái bịch bột sắn dây này này, bạn ấy gửi cho mình, nhưng mà cái bao bì nó không phải là như này nhá, cũng ghi là sản phẩm của ông thầy Tuệ Hải công ty Quy Nguyên các kiểu, ghi là sắn dây đặc biệt các thứ luôn, nhưng mà mẫu mã là không giống, chỉ có mỗi cái tem dán bằng giấy hình tròn ở đây ghi là sản phẩm của ông thầy Tuệ Hải đó, và hỏi mình là chị ơi kiểm tra giùm em xem là cái sắn dây này có phải hàng thật không, tại vì em mua cái sữa bột ngũ cốc dinh dưỡng của thầy á thì được tặng thêm cái bịch sắn dây này, chị kiểm tra giúp em. Thì mình nhìn qua cái là biết là không phải hàng chuẩn đấy cả nhà, biết là hàng giả rồi, nhưng mà mình vẫn hỏi lại bạn ấy là em mua cái sản phẩm này ở đâu, ở trang nào và giá bao nhiêu các kiểu ấy. Thì bạn nói là em mua ở trên Phở Bò ấy, vào cái trang của thầy mua trên Phở Bò. Rất tội nghiệp cho những bà con nào mà đã mua hàng ở trên các trang không phải là trang web chính chủ của công ty của thầy nhé. Thầy tuyên bố là thầy chỉ bán hàng trên trang web của công ty và tại công ty và tại chùa, nó ba cái vị trí đó thôi, ba cái địa điểm đó thôi, mà nhiều người vẫn kiểu là bị nhầm á, vào những cái trang trên Phở Bò, Giá Lộ rồi các cái trang mạng khác để mua cái sản phẩm về dùng, và đã dùng phải cái hàng giả cả nhà, thật sự rất là tội nghiệp luôn ấy. Thì bạn đấy là bị tiểu đường, bạn mua cái sữa này để về để uống để cho đỡ bị tiểu đường ấy, mua 2 hộp, người ta tặng 4 hộp với giá là 1.100.000, nó nghĩa là 2 triệu thì được 4 hộp, mà cái hộp này ở ngoài bán có 148.000 một hộp thôi, là bán cao gấp gần 3 lần luôn ạ, gần gấp 3 lần luôn một hộp ấy. Và cái sắn dây khi bạn ấy pha ra thì là bạn ấy ăn thì đường nó lên rất là nhiều, tức là trong cái bột sắn dây đó đã bị pha cái tạp chất các cái loại tinh bột khác vào rồi cả nhà. Nếu mà sắn dây chuẩn thì không bao giờ bị lên đường, nhưng phải cái sắn dây giả có tạp chất ấy, nên là mình làm cái video này để nhắc nhở mọi người ấy, nên cẩn thận nhé, nên cẩn thận khi mà mình mua những cái sản phẩm. Bây giờ rất nhiều người là lợi dụng cái uy tín của thầy để bán hàng giả vô cùng nhiều luôn ấy, nên cả nhà hãy cẩn thận nha, không là tiền mất tật mang, rất là tội đấy ạ. Tội thứ nhất là người dùng, tội thứ hai là đến thầy, uy tín của thầy bị giảm sút, bị ảnh hưởng rất là nhiều người mua phải hàng giả nhưng mà không tìm hiểu, nghĩ là của thầy thật và uống không có tác dụng, quay ra chửi thầy rất là nhiều luôn. Thì đó là một cái tội rất là lớn và rất là buồn luôn. Cái tội thứ ba là tội chính cái người bán đó, chính cái người bán hàng giả đó thì họ sẽ mang một cái nghiệp rất là nặng luôn ấy, nên cả nhà chú ý nhé, chú ý nhé, trước khi mình quyết định mua một cái sản phẩm gì ấy, mình nên tìm hiểu kỹ một chút ạ, mình có thể là tìm hiểu nhiều nhiều nơi một chút xíu để mình xác định xem là xác minh xem nó có phải là hàng chuẩn không nhé, không là những cái gì thuộc về sức khỏe nó rất là quan trọng, có khi mình bỏ ra rất là nhiều tiền nhưng mà không mang lại sức khỏe mà mang bệnh thêm ấy, thì rất là tội nghiệp luôn ấy. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha.